Vâng, cửa hàng âm thanh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của cửa hàng âm thanh Hạnh. Rất vui mừng cửa hàng lại được quay trở lại với quý vị và các bạn trong một clip test sản phẩm gửi những vị khách hàng ở xa. Clip của ngày hôm nay ngày 22 tháng 5 năm 2022, cửa hàng âm thanh Hạnh cũng đã nhận được đơn của vị khách hàng có địa chỉ tại Hải Châu, Đà Nẵng. Anh cũng đã liên hệ với cửa hàng âm thanh Hạnh để đặt cho mình một chiếc đầu CD Tech 25XS có kèm giải mã. Vâng, sản phẩm của ngày hôm nay thì cửa hàng âm thanh Hạnh đang đấu ghép ở đây là một chiếc âm ni Sansui 9090DB và một cặp loa Pure CS99A màng FB. Sau đây cửa hàng âm thanh Hạnh sẽ cho lớn volume một chút, quý vị và các bạn cùng thưởng thức chất âm của chiếc đầu CD Tech 25XS kèm giải mã này để cửa hàng sẽ test gửi cho một vị khách hàng có địa chỉ tại Hòa Cường, Hải Châu, Đà Nẵng. Vâng, bên cửa hàng âm thanh Lê Hạnh thì luôn lựa chọn những sản phẩm đẹp về để cung cấp cho quý vị và các bạn. Khi các bác theo dõi kênh thì các bác có nhu cầu đặt hàng bên cửa hàng thì hãy yên tâm là bên cửa hàng chuyên cung cấp những sản phẩm xuất sắc cho quý vị và các bạn lựa chọn. Vâng, một lần nữa thì cửa hàng âm thanh Lê Hạnh sẽ quay chi tiết lại một lần chiếc âm ni Sansui, chiếc đầu Tech 25XS đẹp xuất sắc như trước màn hình quý vị và các bạn đang được nhìn thấy. Có cả chân chén, khiển zin, dây zin. Và cửa hàng đang đấu ghép ở đây là một chiếc âm ni Sansui 9090DB ở phía dưới này và một cặp loa Pure CS99A màng FB. Vâng, sản phẩm của ngày hôm nay thì cửa hàng xin gửi cho anh Nguyễn Mạnh Hùng. Anh có địa chỉ tại Hòa Cường, Hải Châu, Đà Nẵng. Anh cũng đã chốt và chuyển khoản đầy đủ cho cô chủ shop rồi. Vâng, sau đây cửa hàng sẽ cho lớn volume để quý vị và các bạn cùng thưởng thức chất âm. Càng sao mờ núi cũng cao, tình kia sao giữ được muôn vàng. Em đừng nên giận tình phai yêu, bể cạn sao mờ núi cũng tan. Anh biết em đi chẳng chờ. Lại nhìn anh nữa, anh biết em đi chẳng trở về. Em đừng quay lại nhìn anh nữa. Vâng, vậy có lẽ cửa hàng âm thanh Hạnh sẽ kết thúc video sớm tại đây để đóng gói sản phẩm trong ngày mai. Đầu tuần thì cửa hàng âm thanh Lê Hạnh sẽ gửi cho anh Hùng có địa chỉ tại Đà Nẵng đã chốt đơn chiếc đầu Tech 25XS bên cửa hàng âm thanh Hạnh vừa về. Vâng, vậy mọi thông tin chi tiết mua sắm, quý vị và các bạn có nhu cầu đặt hàng bên cửa hàng âm thanh Lê Hạnh cung cấp, hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng âm thanh Lê Hạnh qua hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của cửa hàng âm thanh Lê Hạnh tại cổng chợ số 3 Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Lê Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, cửa hàng xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng vào những video clip tiếp theo ạ.
biết.